Wow, kiếm sĩ phải có kiếm kỹ, trong tâm thức ta tràn đầy mọi kiếm ý. Nỗ lực bao năm ta đã kiên trì, khinh thường đối thủ là điều kiên kỵ. Bây giờ cũng có thể gọi ta là kiếm quỷ, đam mê kiếm đạo chả cần gì đến liêm sĩ. Muốn thắng được ta thì chắc là nên miễn đi, sẵn lòng dạy cho ngươi một khóa học miễn phí. Một mình một cõi ta thống trị cả chỗ này, ngươi muốn đối chọi với ta chỉ bằng một tay. Chắc ngươi hai mắt vẫn còn bốn nha, ok. Trụ cột chết chưa tay ta có thể xếp thành một dãy. Có thể thắng ta vì ngươi nghĩ có thiên phú, hôm nay ngươi sẽ có được giấc ngủ thiên thù. Tất cả chiêu thức ta ngươi có thể nghiên cứu, nhưng sẽ không bao giờ vượt qua được đến đàn hiền hữu. Ta là đâu mà con quê châu Á ngọt ngào trong từng khúc nhạc và câu ca. Đừng nói đâu mà ta đang đâu phá, lựa chọn con mồi không bên nào mà cậu thả. Nơi đâu có phụ nữ, nơi đó có đầu mà. Yeah, nơi đâu có trụ giữ, hả? Xin lỗi ta đâu tha. Nhìn cái gì, nhìn cái gì, không thấy ta đang bận rộn trong này à? Đi đêm câu ngày con quỷ nó bay ra, rồi nói ta không dặn rồi quay sang cây ta. Đừng có cãi nữa, đây là lời thần linh. Mấy đứa mà tin chắc cũng bị thần kinh. Có một bài thuốc sẽ giúp ngươi chấn tĩnh. Cảm ơn vì ngươi đã hy sinh thân mình. Yeah. Akasa là một trong những con quỷ tồn tại lâu nhất, xếp thứ 3 trong 12 con quỷ dưới trướng Muzan với sức mạnh nổi bật. Thành viên đầu tiên thập nhị quỷ nguyện lời đồn về ta không hề sai. Một trận pháp dạng hoa tiết hiện dưới chân khi huyết quỷ thuật được triển khai. Nền tảng võ thuật ta học được từ khi còn là người tập luyện gian khổ, tốc độ phi thường không ai theo kịp, kể cả đó có là Tanjiro. Mọi vết thương liên lại trong tích tắc, dù cho ta có bị xẻ đôi này, Tanjiro chiếm lấy đầu của ta vẫn có thể mọc lên chiếc đầu mới. Quỷ trong đây ta mang một sức mạnh tràn trề, được đưa vào thập nhị quỷ quyệt với một sức mạnh được thay thế là một tỷ bà quỷ khác biệt ở sâu ở bên trong phát đạt vô tận sức mạnh dị năng là tiếng gầy đàn mà không một ai có thể cản trở vô. Mái tóc màu đen dài phủ luôn cả mang tay, che mất đôi mắt và cả khuôn mặt, sức mạnh thì không thể bàn cãi. Tên của mình sẽ được ta lưu lại trở thành con quỷ duy nhất mà muốn gia dành cho rất nhiều sự ưu ái. Pháo đài ta tự tạo triệu hồi các con quỷ đến họp, sức mạnh ta tự hào một đơn không thể có hai cọp, xác định vị trí của tất cả thợ săn quỷ cho bị biết khi gặp được ta là sẽ được cái số mày ra đi. Thẳng thắn và nhanh gọn, lạnh lùng và điềm tĩnh, cho mày biết ai ta cũng ăn trọn. Tốc độ ra đòn phải nói chuyện không cần chỉnh. Sợ hãi, oán hận, giận dữ, ta có mấy khi thoải mái, buồn bã, vui vẻ. Thôi tôi biến đi, phân chia xúc xẻ thứ ta đang sở hữu. Bản thể mạnh nhất của ta chứa hận thù, bản năng khéo léo như một điệu múa thiên vũ. Chiến đấu sẽ quy đội được bọn họ về cõi thiên thu. Ta vẫn sống dù có bị cắt đầu, không hợp với sự mạng sống vì được thú vị mới bắt đầu. Đừng sợ hãi về ta là quỷ số phận, mọi người đều khác nhau. Ăn thân chỉ thật ở trong đèn khói để lẩn trốn có đường khác sao. Sekido, Karaku, Asesu, Oroki, các bạn thể đều khác biệt có sự oán hận của Urami. Một thạch lòng tử làm cho cây có phải chỉ nhanh chóng cùng mình lôi sáng ta công kích địch bằng âm sầu. Huyền ngũ của thập nhị quỷ nguyệt, ta là quỷ chứ không đâu khác nên đây quỷ nguyệt. Ta đã nói phải luôn hành động chứ không nói thế xin ngồi lên thế ta thích phải tận hưởng đến từng chi tiết của ta trên miệng và trán nên người cần phải biết bọn dân đang có hô hào cứ xin tha cứ lại nhảy miết. Con người vô dụng ngu ngốc đúng phải thảy thì như là ai ta không biết chứ không phải con người đại việt. Ta luôn sống trong một chiếc bình, chén và miệng không cần thiết nhìn vì chú quỷ nên phải hiến mình, đã sẵn sàng cho cuộc viễn chinh. Vẫn nhớ ngày đó nên ta khắc ghi mùi hôi thì chịu gió để kiếm được khác đi. Đừng quên ta đây chính là ác quỷ, tiếp đại nồng nhiệt như một vị khách quý. Lời quỷ đầu tiên có hình dạng nữ trong thượng huyền quỷ, cùng với anh trai xếp hạng thần lục từ cô là Daki. Vẻ ngoài trẻ đẹp nhưng như trụ cột đây đầu phải ra đi, giết bao nhiêu thì cũng không đếm được vì những tên đó chỉ là món khai vị. Sức mạnh khủng khiếp vì bên trong vẫn còn người anh trai, nhưng không cần bình thường cũng rất mạnh, cỡ Tanjiro thì cũng đủ chấp hài. Khi hóa quỷ ở độ tuổi 13 nhưng hiện tại nhan sắc vẫn còn nha. Những kiếm sĩ cấp thấp mà đối đầu thì nhận cái chết từ 1 điểm tới 3. Yeah. Gyutaro, thượng huyền lục ta đây là chùm cuối. Sát quỷ nhân cấp bậc cao cỡ nào thì cứ nhào vô rồi mày đi bán muối. Có làn da đàng hoàng cũng tốt ha, được hạnh phúc như vậy thật tốt nha. Nhưng tới đây thì mày sẽ chấm dứt vì mày sẽ thành thức ăn của chính ta. Yeah. Tuy đã thành quỷ nhưng với ta có thứ cần bảo vệ, đó là em gái, dù hy sinh ta đây cũng mặc kệ. Yeah. Lưỡi liềm phóng đi, khi trở về đầu mày sẽ lìa xuống. Hãy cầu nguyện đi, vì cái chết là điều không ai muốn. Tần thần huyền lục, chắc 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 bọn ngươi ra nguyên khúc. Ghét sự yếu đuối nhìn như thằng đàn bà, có thêm khác sức mạnh trong người đang tràn ra. Bạn mình cho quỷ dữ để khiến ta càng mạnh hơn, không còn nhân tính để giết hết bọn cà trớn. Sức mạnh sấm sét càng ngày càng mạnh hơn, hãy cứ đợi đây gen để sự ta sẽ giết ngươi càng sớm. Kiếm thuật hơi thở ra những tia sét màu đen, sức phá hoại ta lớn nhìn thấy mà ghen. Những kẻ đã chết dưới tay ta có rất nhiều, nhưng phải làm sao bây giờ khi chúng chết vì quá yếu. Tên thường nhất cứ nghĩ là mình hay, đợi ngày ta cướp ngôi chắc trình chỉ tới đây. Chỉ là sự thật thôi chứ ta không hề gây, luyện tập chăm chỉ đến khi đường kiếm nhanh không thể thấy.